Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh KD Anime. Nếu đã là một fan ruột của Detective Conan, hẳn Tổ chức Áo Đen là một cái tên chẳng còn xa lạ đối với mọi độc giả. Bên cạnh những thành viên đã xuất hiện vô cùng quen thuộc như Jin, Vodka, Vermouth, thì các fan còn dành sự quan tâm đặc biệt đến Rum, một nhân vật tuy không phải quá mới mẻ, nhưng lại gây tò mò cực lớn cả về quá khứ lẫn hiện tại. Vậy để tiếp nối series những sự thật thú vị về Detective Conan, cũng như đáp ứng yêu cầu của các viewer trong video về Haneda Koji trước đó, hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu về Number 2 của BO trước khi chào đón sự xuất hiện chính thức của nhân vật này tại Movie 26 Tàu Ngầm Sắt Màu Đen ra mắt trong tháng 7 năm nay nha. Giờ thì, get đi, go! 1. Giới thiệu sơ lược. Mật danh, Rum. Tên thật, không rõ. Tuổi 56. Nghề nghiệp, chỉ huy thứ hai của tổ chức, đồng thời là phụ tá thân cận của Karasuma Renza. Hiện tại, gã đang che giấu danh tính thực sự dưới cái tên Wakita Kanenori, đầu bếp sushi tại tiệm ăn kế bên văn phòng thám tử Mori. 2. Lần đầu xuất hiện. Rum không xuất hiện trực tiếp mà ra mắt lần đầu tiên trong series thông qua hồi tưởng của đặc vụ FBI Andre Camel. Cách đây 2 năm, Akai Shuichi khi đó đang là nội gián trong BO với mật danh Ri đã hẹn gặp Jin tại một nhà kho, nơi có FBI phục kích để trực chờ bắt giữ. Không may, Rum đã cải trang thành một ông già đến kiểm tra trước và thành công đánh lừa, buộc Camel phải ra mặt. Anh đã xuất hiện và ngăn gã lại vì nghĩ đây chỉ là dân thường. Do đó, thân phận FBI của Shuichi ngay lập tức bị bại lộ, khiến cho anh bị trục xuất khỏi tổ chức và trở thành mục tiêu hàng đầu của chúng. Nhưng vào thời điểm đó, nhân vật này vẫn chưa rõ danh tính hay liên quan quá nhiều đến cốt truyện nên đã bị độc giả bỏ qua nhanh chóng. Phải cho mãi đến tận tập 894, chương truyện 975 thì Rum mới xuất hiện một cách chính thức dưới lớp vỏ bọc của lão đầu bếp Wakita Kanenori, nhân viên quán Iroha Sushi, với mục đích thăm dò thám tử ngủ gật Mori Kogoro lừng danh lúc bấy giờ. Cũng trong thời điểm đó, tác giả Aoyama Goso còn khéo léo khắc họa thêm hai nhân vật với đặc điểm chung đều bị hỏng một mắt là Wakasa Rumi, phó chủ nhiệm lớp 1B và Kuroda Hiyoue, tránh thanh tra kiêm đội trưởng chỉ huy đội 1 của Sở Cảnh sát Tokyo, đặt ra một dấu hỏi cực lớn cho các cuộc tranh luận giữa những độc giả luôn theo dõi và yêu thích bộ truyện này. Và bí ẩn thực sự đã được giải đáp rõ ràng tại diễn biến cuối cùng trong tập phim thứ 1079. Thông qua hình ảnh, Rum tiến hành cải trang và bước vào quán sushi để làm việc. Còn nếu các bạn muốn biết thêm thông tin về phó chủ nhiệm Wakasa, một nhân vật quan trọng nhưng cũng không kém phần bí ẩn, thì sau khi kết thúc video này, hãy lên sóng KD Anime tìm xem tiếp video Wakasa Rumi, ẩn số đang dần được hé mở nha. 3. Ngoại hình. Rum là một người đàn ông lớn tuổi, hói đầu, với mắt trái bị hỏng, có màu trắng tương tự với mắt phải của Kuroda Hiyoue. Khi cải trang, gã có mái tóc đen ngắn với điểm nhấn là răng thỏ nổi bật và đeo một chiếc băng bịt mắt che mềm đi con mắt trái. Có những tin đồn mâu thuẫn về vẻ ngoài tổng quan và hình dáng thực của ông ta xoay quanh Tổ chức Áo Đen, nhưng đó chỉ là những thông tin không chính xác do chính Rum tự dựng để bảo mật danh tính của mình. Ngoài ra, các chương truyện mới nhất liên quan đến tổ chức cũng đã cho chúng ta thấy được hình dạng con mắt trái của Rum vào 17 năm trước. Mắt của ông có một con người hình khe thẳng đứng, trông như con người được nhìn thấy ở các loài rắn. 4. Tính cách. Dành cho những ai chưa biết, Rum cũng là tên của một loại rượu cực mạnh với nồng độ cồn rất cao lên đến 80%, được chưng cất chủ yếu từ mía lên men, được ra đời ở thế kỷ 17. Trong suốt thời gian dài nghiên cứu và phát triển đến nay, rượu Rum được ví như những người đàn ông luôn thèm khát sự tự do, đấu tranh phá bỏ mọi luật lệ gò bó. Và gần giống với ý nghĩa của mật danh, Rum là thành viên vô cùng nguy hiểm, sở hữu một bộ óc khôn ngoan và khả năng quan sát rất nhạy bén. Không chỉ vậy, nhân vật này còn cực kỳ thiếu kiên nhẫn theo như Bourbon mô tả. Ông ta quả thực rất nhạy cảm về trực giác, quan tâm và điều tra bất cứ ai mà bản thân cho là đáng ngờ, có nguy cơ là mối đe dọa cho tổ chức như Kudo Yusaku, là thành phần nguy hiểm đã từng chỉ thị cho Vermouth đến tận nhà để điều tra thêm hay cố gắng đuổi cùng giết tận Asaka Rachel, tức là Wakasa Rumi, chỉ vì cô có dính dáng đến vụ án 17 năm trước. Trong giải đấu cờ vua tại Mỹ, vì sự sơ suất của bản thân mà cô rất có thể đã nghe thấy giọng nói của ông ta khi ở phòng của Haneda Koji, một kỳ thủ shogi và cờ vua nổi tiếng của Nhật Bản lúc bấy giờ. Đó là những đặc điểm chúng ta thấy được ở nhân vật Rum. Còn khi là đầu bếp Wakita, ông như một Edoko, tức là người sinh ra và lớn lên ở Tokyo thực thụ, với những tính cách khuôn mẫu như cầu tiến hay suy luận, đối đầu, thích công lý và sushi. Một điểm nữa khác hoàn toàn là cách nói chuyện của Wakita nghe có phần thô lỗ, trái lại với Rum với vẻ lịch sự và trang trọng hơn.
5. Những khả năng đặc biệt. Là một thành viên cốt cán của tổ chức áo đen chỉ đứng sau ông Trùm, nên Ram cũng hội tụ các tố chất cần thiết của một người chỉ huy như suy luận phá án. Giống như anh chàng nam chính Shinichi của chúng ta, Ram đã yêu thích sự bí ẩn từ khi còn rất nhỏ. Ông ta cũng có óc suy luận logic tương đối tốt. Thông qua việc đoán trúng Mori thắng cuộc đua ngựa ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, thay bác thám tử Mori và cùng Conan giải mã bí ẩn trong vụ án giết người của nữ ca sĩ Okino Yoko trong tập Kogoro trong thế tiến thoái lưỡng nan. Hoạch định chiến lược. Khi ở trong thân phận Ram, kỹ năng này được thể hiện rất rõ nét trong tập 1077. Mưu lược của tổ chức áo đen thông qua việc ông ta phát hiện ra mã tin nhắn do sự khác biệt trong cách viết Zomaji của cô Jody Starling. Do vậy, Ram đã lập tức thay đổi kế hoạch, góp phần cứu được cấp dưới của mình khỏi bị bắt và cho phép họ chống lại và áp đảo các đặc vụ FBI vào thế bị động. Hóa trang. Như mình đã đề cập ở trước đó, để thăm dò thám tử Mori, Ram đã che giấu thân phận thực sự của mình dưới cái tên Wakita Kanenori bằng cách tự cải trang một cách hoàn hảo như Vermouth. Về việc giả giọng, hiện vẫn chưa rõ đâu là giọng thật bởi ông ta luôn chỉ thị cấp dưới của mình qua giọng được biến đổi bằng máy. Sáu, người thân. Theo như chương truyện 1107, quân giác nhìn xa trông rộng. Trước khi bà Amanda Hills, một nhà chính trị tư bản Mỹ rất có tiếng nói và quyền lực trong FBI và CIA, cũng là ứng cử viên sáng giá của chức vụ tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, tử vong vì đã cắn thuốc Silver Bullet tại 17 năm trước. Ram đã tiết lộ thêm rằng mật danh của Ram vốn dĩ ngay từ đầu không phải là dành riêng cho ông, mà là do tên người bố đã phục vụ lâu năm tại tập đoàn Karasuma truyền lại. Đến đây, theo suy nghĩ của riêng bản thân mình, thì đây là một điều vô cùng hiển nhiên, bởi nhân gian ta đã có câu, cha nào con ấy. Nên việc có chung về mặt tính cách cũng là một cơ sở để người con thừa hưởng lại mật danh từ thế hệ đi trước. Cộng với chúng ta cũng được biết, hầu hết các loại rượu đặt cho mỗi người trong tổ chức áo đen đều phần nào nói lên được đặc điểm, cách thức hành động của riêng họ. 7. Có mắt trái. Như phần trên mà chúng mình đã đề cập trước đó, Ram hiện tại đã bị hỏng mất một mắt, cụ thể là mắt trái. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như có mắt ấy lại mang một năng lực phi thường mà không phải ai cũng có. Điều này Ram đã ngầm khẳng định trong suy nghĩ từ chương 1100 trước khi nhóm Conan chuẩn bị đi đối đầu với siêu trộm Kaito Kid. Và trước khi đe dọa Amanda trở thành một phần trong gia đình họ, Ram đã hack camera của khách sạn, lần lượt đi tìm ra từng vệ sĩ đã bên cạnh bà ấy thông qua sự ghi nhớ chi tiết từng sự kiện chỉ bằng một con mắt trái. Chúng ta có thể ví con mắt ấy như một chiếc máy ảnh chụp sắc nét cùng bộ nhớ dữ liệu vô cùng lớn. Bởi vậy, nên sau khi bị tai nạn và mất nó, Ram đã tìm và bổ nhiệm những thành viên trong tổ chức có một trí nhớ tốt để trở thành cánh tay phải của mình. Điển hình như Kurakao trong movie 20, Cơn ác mộng đen tối hay Pinga trong movie 26 mới đây. Và vừa rồi là một số thông tin chủ yếu của Number 2 của tổ chức áo đen với đầy rẫy âm mưu nguy hiểm. Hy vọng thông qua video này, các bạn sẽ có thể biết và hiểu rõ hơn về Ram và những sự thật thú vị xoay quanh nhân vật bí ẩn này. Nếu các bạn muốn bổ sung thông tin gì còn thiếu sót hay muốn đóng góp thêm ý tưởng hay cho tụi mình thì nhớ comment bên dưới phần bình luận cho KD Anime được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ, đừng quên đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người lúc 17 giờ các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Bye!